Thật sự mà trong cuộc đời bị thiếu cái gì trả nấy à. Nói hoài câu này cũng không thừa nữa. Thiếu tình thì trả tình, mà thiếu tiền thì trả tiền, mà thiếu mạng thì trả mạng à. Thiếu cái gì trả cái nấy. 100% quý vị bị thiếu bao nhiêu nụ hung thì bị trả bao nhiêu nụ hung. Thiếu nhiều thì trả hung nhiều, mà thiếu ít thì trả hung ít. Nên có nhiều bà nói rằng chồng con không thương con gì hết, thầy nhà Đức nói bà thiếu nó ít, nó đòi ít, nó nhìn cái mặt bà nó không muốn hung, tại bà thiếu ít, ai mà hung. Còn nó thiếu nhiều, bà thiếu nhiều thì nó gặp bà nó đè nó hung chung 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 liên hung lịa. Có cái bà kia bà nói thầy giảng công nhận đúng thiệt, con già đến mức mà con nhìn mặt con mà không còn cái gì nữa, mà chồng con không thương con hung chung 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 mặt con. Già vậy đó mà ông hung vậy đó thầy, thương gì đâu mà ông thương kỳ cục, mà lớn tuổi rồi ông thương dữ lắm. Nhưng Đức nói gì bà nợ, thiếu nợ tình dày quá, tới bây giờ vẫn còn thiếu nhiều quá. Còn nhiều bà mà mặt mày còn ngon lành mà chồng nó không ngó ngàng tới, nó không liếm láp một chút nào, mà bà cũng buồn nữa. Quý vị ơi, chúng ta bây giờ học Phật nghe quý vị, đừng có bị những cái buộc ràng này. Buồn chi vậy, nó kỳ cục quý. Hung 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 thì thôi, buồn cái gì, nghe không? Tuổi thân đồ khóc lóc được, bị cô đơn tuổi khóc được, ghê gì? Thấy chưa? Nên mình hiểu sâu nhân quả là học Phật hay nhất. Hiểu sâu nhân quả là học hay nhất. Người ta sinh con thì con người ta hiếu, còn mình sinh con thì bắt hiếu. Người ta sanh con thì con ta làm có tiền đưa răm rắp, còn mình sanh con nó làm nó xài hết, nó còn gì nữa, toàn tiền của mình. Mình làm mình không có dám ăn mà nó ăn á. Mình trách nó, mình la nó, mình la nó thì mình tạo nghiệp mới. Tại mình thiếu nợ nó. Những Đức hỏi vì mượn nợ người ta, khi bị trả nợ thì bị cảm ơn người ta, chứ làm gì có chuyện vì kêu người ta cảm ơn quý vị. Khi mình mượn nợ người ta, lúc mình đang ngặt nghèo khó khăn mình mượn nợ, thì khi mình trả nợ người ta mình nói à, lúc đó tôi cũng khó khăn, mượn anh số tiền, bây giờ tôi có tiền tôi trả, cảm ơn anh. Lúc đó mà không có anh cho mượn tiền với tôi thì sao? Nó mình làm mình kêu cái người mà mình trả nợ phải cảm ơn mình. Nên mình là thường á, mình không hiểu sâu nhân quả. Nói trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, mà nuôi gà ăn gà, nuôi vịt ăn vịt. Trồng cái gì ăn cái nấy, mà nuôi con gì lụm con nấy. Hiểu không? Hiểu sâu nhân quả đi, rồi học Phật tự nhiên sẽ an lạc à. Bây giờ như Đức hỏi quý vị này, trong cái cõi đời này không trả thì bị trả tam đồ ác đạo, vì chịu không? Trả cõi đời này một, trả tam đồ ác đạo tỷ 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 lần. Trả cõi này đi, nên khổ đau cùng cực te tu tả tơi trong cuộc đời cũng phải vui vẻ. Phải vui vẻ. Mình không vui trả cõi đời này thì mình trả trong tam đồ ác đạo à bạn ơi. Không, nhớ kỹ nghe. Những điều này nhắc nhắc hoài đi chăng nữa cũng lợi ích nữa. Đừng có sợ thừa. Người ta thường là nhắc những điều cao xa không à, trên trời dưới biển không à. Nhắc những việc cao xa ai làm được. Nên vì sao người học Phật thì đông mà người lợi ích thì ít? Tại vì người ta chạy theo cao xa, người ta cứ cho người ta là trí thức, người ta cứ cho người ta là người có học vị, người hiểu biết. Những văn tự đơn giản người ta không cần ngó ngàng đến. Quý vị nhớ tổ sư còn nói câu nói bình thường là đạo. Cái người đơn giản bình dị là cái người tự tại. Cái người cao xa là ít tự tại nổi lắm. Giống như mình sống mà thấp với vật chất thì con người mình nhẹ nhàng. Mình sống cao với vật chất thì mình khổ đau. Có nhiều cô gái đẹp thiệt đẹp mà đi nắm tay với ông già 80 tuổi đi ngoài đường. Ông già đụng răng, hung cũng cho. Tại vì sao? Vật chất cô cao quá. Ngày xưa như Đức cho thành phố có con bé này nó 18 tuổi. Đời của mẹ nó là cũng là lúc còn con gái ấy, đi bán đời con gái mình lấy tiền. Tới con nhỏ con của cô nó mới không chưa được 18 đâu, nhỏ mới 16 à. Có cái ông kia, ổng khoảng cỡ 55 tuổi. Là ổng nói là bây giờ ngủ với ổng đi. Ổng cho chiếc xe hồi đó mà tay ga mới ra, mà xe Attila, Attila vậy đó. Đó.
Một chiếc xe đó thôi, lúc đó thời đó 22 triệu mấy, 23 triệu gì đó. Chiếc xe mới ra Tila mà đuôi nhọn nhọn đó. Nó vậy mà ở với ổng. Sau này ổng thuê cho cái nhà trọ. Thì cứ đi làm thì sống với ổng, mỗi tháng trả tiền nhà trọ. Cuối cùng 16, 17 tuổi sống với ông 50 mấy tuổi, trả tiền nhà trọ vậy. Rồi lúc nào ổng lỡ chơi thì lỡ chơi vậy. Rồi sau này nhỏ đi làm gái luôn. Tại vì cuộc đời nó đang vậy rồi thì sau này nó đi từng người. Rồi xong nó quen rồi nó bỏ ông này lấy thằng khác, từ từ đi tới lúc mà nó dạt ra nó đi làm gái. Nhỏ làm gái luôn. Nó nên từ nơi đó mình thấy không? Vì vật chất. Nó có nghĩa là vì tiền, rồi xong đó, là vì cái đồng tiền đó, rồi vì xe cộ, vì danh á. Bước ra ngoài xe xua như mình là như giống như bà hoàng vậy đó. Nhưng mà cái vết màng phía sau của mình nó tối tăm lắm. Nó thật sự luôn. Nên con người càng nhẹ vì vật chất thì con người sẽ càng tự tại. Con người chúng ta không phải nghèo bị khinh thường đâu quý vị. Mà khinh thường hay tôn trọng là do cái nhân cách con người mình sống mà ra. Nên có con dạy con của mình biết đủ là thường vui. Nhưng mà phước báo là nhiều. Người sống đơn giản bình dị phước báo lại vậy. Nó lại đầy đủ, nó lại nhiều. Còn cái người sống mà xe xua phung phí, nó trước mắt thì vậy chứ khổ kế bên. Nó khổ kế bên đó quý vị. 100% quý vị, người nào mà phung phí là người đó thế nào cũng khổ à. Thì giống như một ly nước mình uống nhanh quá thì nó mau hết thôi. Mình uống rồi mình còn biết cách mình châm nước vào thì uống hoài cũng không hết nước. Nên con người mình trong cái cuộc đời này, mình thấy cái cõi đời vô thường này, nên quý vị cố gắng mà tu tập. Trong cái đời mình nè, nó cùng thời với mình mà có người hướng dẫn mình gì là cũng mừng rồi. Bây giờ khó kiếm một cái ngôi chùa nào chuyên tu tịnh độ. Làm gì có chuyện giảng pháp hoài chứ bị nghe, bị đi kiếm thì có không? Không có đâu. Một ngày nhà Đức mà nhắc 3-4 buổi giảng. Cái việc này là cũng cái việc là quý vị là thấy trong cuộc đời này hy hữu rồi đó. Khó gặp đó. Đúng không? Bây giờ quý vị đi đến nhiều chùa mà. Ở đây biết bao nhiêu chùa mà nói. Bây giờ quý vị đi đến cả những ngày rằm 15, 14, 15, 30 gì mà cũng không ít bao giờ đem Phật pháp giới thiệu. Giỏi lắm quý vị đến thì cái chương trình gì sám hối gì thôi. Mình đi hoài mình không biết. Không có biết cái gì chứ. Vì có đọc kinh hoài vì cũng không hiểu. Đâu có hiểu đâu. Cái giáo pháp của Phật là do mình hiểu cái nguyên lý quý vị à. Thì mình làm nó có kết quả. Chứ cái nguyên lý mình không hiểu thì giống như mù đi đêm. Nên có nhiều người nói là ông này chứ nói niệm một câu Phật hiểu không à. Không dạy người ta gì sao người ta biết. Có dạy không? Một câu Phật hiệu là niệm là lấy gốc Phật để làm nền tu. Chứ làm gì không dạy. Nói tối ngày mà không dạy. Đúng không? Nó nhân quả nó còn sâu sắc nữa. Nên từ nơi đó mà một câu Phật hiệu lấy cái nền của chữ Phật để mà tu. Là chỉ giữ giác ngộ đi tu á. Đúng không? Mà quý vị lấy cái chữ Phật là giác ngộ thì quý vị sẽ giải mã được những cái khổ đau trong nội tâm. Quý vị biết rằng chúng ta khổ đau là gì? Trong cái nội tâm chúng ta nó bị u uất đó, bị buộc ràng đó mà khổ đó. Nếu như mà cái nội tâm mà được quá giải là bị hết khổ liền. Nội tâm mà quá giải là hết khổ. Một người khổ cung cực luôn. Bây giờ quý vị thiếu nợ thiếu nặng mà không có tiền trả, lỡ cào nhà quý vị luôn, quý vị cũng cừ nữa. Muốn cào nhà mày cào đi, giờ thiếu nợ có tiền trả sao bây giờ? Nhà cũng cào rồi, chửi cũng chửi rồi. Có nói gì đi chăng nữa thì mình cũng phải sống. Mà đã là cái gì cũng không có, cái gì cũng không được, thì chúng ta chỉ còn có một cái được thôi. Đó là niệm Phật và có nụ cười vậy thôi à. Thấy không? Người ta, nhiều người, người ta nhà, cửa, sự nghiệp, tiền, bạc, vợ chồng người ta giống như có đầy đủ hết chưa. Nhưng người ta lại thiếu về mặt tâm linh. Thiếu về mặt tâm linh. Và người ta lại không học Phật đó. Còn mình á, thì trong cái cuộc đời này mình hiểu rồi, nó không có bao giờ mà cái gì mà nó tròn vẹn hết. Nó có này nó mắc kia, nó đưa cái này nó mắc cái nọ. Sao mà mình đòi tròn vẹn?
Giàu mà cũng muốn giàu, danh cũng muốn danh, nhà cũng muốn nhà, người đẹp muốn có người đẹp, thằng đàn ông ngon lành cũng muốn luôn. Vậy thì cái gì cũng muốn hết trơn, làm sao được quý vị? Nó được cái này thì nó mắc cái kia à, nên từ nơi đó mình đừng có đòi hỏi nó trọn vẹn. Tại vì cái phước báo của cõi đời này làm sao trọn vẹn. Hiểu được những nguyên lý này rồi, quý vị trong hoàn cảnh nào quý vị biết quý vị đã từng tạo ra được bao nhiêu thì nó hưởng bao nhiêu. Có những người mà khổ đến mức mà quý vị coi bệnh ung thư mà còn nghèo, mà thiếu nợ, mà gặp gia đình người thân lại không biết lo. Đó, quý vị thấy không? Khổ đến mức mà gọi là muốn chết phước cho rồi để hết khổ. Nhưng mà chết đâu có hết khổ. Cái khổ đến mức như vậy nó chỉ khổ một, nhưng mà chết đi nó khổ gạ vạn tỷ lần. Kinh không? Nên chúng ta phải có một cái pháp tu để giải được cái tâm, giải cái tâm của mình. Nên những nguyên lý này vì hiểu thì vì học Phật được lợi ích. Nhiều người học Phật lắm mà không có được lợi ích, không có được lợi ích. Nên có khi đi đến chùa, cả cái người tu hành của mình mà họ tạo ra cho mình có một cái sự hiềm khích với nhau phát triển. Đến chi? Canh với nhau để mà cúng dường, canh với nhau. Còn cái này Nhân Đức nói thẳng quý vị nghe, quý vị muốn canh nhau chuyện của quý vị. Ai mà đi làm cái chuyện tầm bậy đó anh chị ạ. Thuận nhau thì nói thêm vài câu chứ, không thuận thì chuyện ai nấy tu. Đừng có nghịch nhau, đừng có ghét nhau, làm gì cho nó mất công thêm. Mình học Phật mà, mình muốn giảng sanh mà. Bữa nay chơi người này, mai chơi người kia, mốt chơi người nọ hoài làm gì? Chúng ta đều là bạn đồng tu không? Thấy không? Thì cái câu nói hợp nhau nói chuyện thêm vài câu. Còn không hợp với nhau thì đừng có ghét nhau. Nên á, mình học Phật nó khác cái người không học Phật. Đừng có mang cái tâm ghét ai để trong tâm. Đừng có để cái thứ đó trong tâm. Mình để cái thứ đó trong tâm là mình để độc trong tâm đó. Nói hoài vậy chứ mình cũng đem cái độc để trong tâm. Thích vậy đó, lạ như vậy mà. Không? Nên phải nhận thức cực kỳ sâu sắc đi. Những đức nói mình mà học Phật mà vui rồi, khỏi cần chơi với ai cũng vui. Thật sự mà nói, ngoài đời hồi xưa đi ăn nhậu mà còn có bạn ăn nhậu đồ lê lết với nhau chơi. Vô trong đạo đi cạo đầu tu kiếm bạn khó lắm, ngộ ghê lắm. Kiếm bạn chơi chung với nhau, người tu khó lắm mấy vị ô. Nó lạ ghê á. Nên giết rồi mình chơi bình thường luôn, bình thường mình chơi với mình cũng vui. Nên nè, mấy người vô chùa tu đồ, mấy cô đồ nhóc nhóc nhan nhan nấu ăn nó cũng vui, chơi bình thường vui, nó chuyện cười khơ, nó cười sặc sặc, nó làm cho mình cũng cười theo. Mấy đứa nhỏ nấu ăn đồ chung với mình có nhiều đứa nó cười tối ngày, kệ nó, mình làm nó cười tối ngày. Cái công việc đó là cười thôi, việc cười cũng khó làm quý vị ơi. Nó cười tối ngày vậy đó, cười hoài luôn. Lâu lâu mình đang nấu ăn, mình đang cầm cái sạn, mình đang sơ, nó cười lên cái mình giật mình buông cái sạn. Mình thấy cái tuổi nó hồn nhiên, nghĩ là cũng hay ghê. Nếu mình lớn tuổi mình được như nó vậy thì đặc biệt quá trời luôn. Thấy không? Sợ con người mình á, càng ngày càng lớn thì càng ngày càng khổ. Càng ngày càng lớn thì càng ngày càng lo nhiều thứ. Không biết lo cái đó rồi cũng đổ đi đâu, rồi tích lũy được cái gì. Thấy không? Nên bận tâm suốt cuộc đời của người, nó hình như là đi đến cái cõi đời này là khổ quý vị ơi. Không khổ là không được ha. Không khổ là không được, phải khổ thì mới được. Không lẽ là vậy ta? Có thể chúng ta không khổ được không? Có thể chúng ta khổ ít. Chứ nếu không khổ cái gì chứ thì không có.
Tại cái nhân tố khổ trong cuộc đời quá nhiều. Nhưng mà có thể học Phật mà nhìn nhận thì khổ ít lại. Khổ ít lại. Chứ làm mà nó cũng phải tính toán, nó cũng phải lo công việc. Lây quay bữa nay mùng 7 phải không? Mùng 10 thì mừng thọ Hòa Thượng, tổ chức bên Đại Tùng Lâm. Những đức thì bên cái khâu nấu ăn, nấu ăn lo lắng, bên chuyện mạng ăn uống. Mạng đó cũng dữ dằn lắm rồi đó nghe. Nên Hòa Thượng năm nay cũng 83 tuổi rồi, thì ngày cũng vui, mấy điểm chùa người ta tu ở đông đúc, giờ cũng đang xây chùa dưới kia, giờ chắc lay quay cũng chuẩn bị đào móng xây chùa ở đây quá, chắc cũng không lâu nữa đâu. Nên những cái gì làm được thì làm phước cho rõ. Mình làm xong rồi mình lập trình cái hết. Cuộc đời mình qua đi, việc mình cũng xong trách nhiệm. Còn người sau ở lại tiếp nói, chuyện đó là chuyện của họ. Quý vị ơi, chúng ta đừng có nên nặng cái vấn đề cho đời thứ hai. Hãy lo cái đời thứ nhất của mình đi. Cái đời thứ nhất mình còn lo chưa xong, lo đời thứ hai cho nó mệt. Đời thứ nhất là cái trách nhiệm của mình đang làm, cứ cố gắng. Đó. Rồi mừng thọ Hòa Thượng xong rồi lay quay với Quan Âm tới rồi. 17 thấy vô chương trình với Quan Âm rồi. Hôm nay mọi đông lắm á, nhiều đoàn khắp nơi nơi tập trung về. Nhưng mà nên phát động chương trình lên, cơ hội đó, để cho nhiều người biết Phật Pháp, nhiều người biết tu, thỉnh từ Phật đem về. Một cái chặng lễ với Quan Âm mà giống như mấy ngàn bộ tượng Phật đi đến từng nhà người ta, quý vị thấy có ý nghĩa, có là ý nghĩa rồi đó, nghe không? Rồi máy niệm Phật đồ tặng cho người ta, rồi ta đặt máy nghe Pháp, đèn bông sen đem đi khắp nơi nơi, rải khắp nơi nơi đến chùa mình nghe Pháp mấy ngày. Nên có duyên được làm trưởng đoàn phát động chương trình lên, nếu có điều kiện thì bỏ tiền ra thuê xe cho người nghèo đi, ta đi tu. Làm đi. Những đức nói mấy anh em sau này có xây chùa xây, còn cái chuyện mà làm việc mà tu tập mà pháp thí đồ cũng phải làm, chứ không phải là lo xây chùa mà không làm đâu. Lo xây chùa mà không làm cái đó là nó nghiêng đó, đừng nói chuyện dẫn chơi. Nên mình phải làm rộng, làm điều hết, không có bỏ điểm nào hết chứ. Làm từng mặt phải làm hết. Còn làm không được thì thôi, mà làm được cứ cố gắng mà làm, nghe không? Với Quan Âm xong rồi là lay quay vài tháng thôi là tới Phật Đản. Mùng 8 tháng 4 năm nay cái lễ Phật Đản, những đức hình thành trong đầu mình một chương trình lễ với Phật Đản. Mà cái lễ Phật Đản cũng lớn năm nay, mà tổ chức đúng một ngày, ngày 8 tháng 4 đúng một bên chùa bên đây. Ở chàng ba bên đây bữa một nguyên ngày, từ sáng cho tới tối kết thúc chương trình. Mà cái chương trình Phật Đản năm nay là có tấm Phật, nhưng mà ví dụ như trong chùa, như đức lựa tăng ni trong chùa với cư sĩ nam cư sĩ nữ trong chùa để đại diện tấm Phật. Còn tất cả những người kia thì chương trình mình đầu tiên là ví dụ như niệm Phật xong như đức chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ Phật Pháp xong lễ Phật 45 phút. Rồi chương trình tắm Phật, tất cả Phật tử đứng lên, ai cũng cầm một cái đèn bông sen, tặng mọi người cái đèn bông sen, đưa cao lên nhìn. Cái lúc tắm Phật thì đại diện người trong chùa một không gian nào tự cứu tắm Phật. Rồi máy chiếu lên, nó điều hết cái không gian mình tổ chức. Rồi người ai cũng cầm một cái đèn bông sen, đưa cao lên gì để tưởng nhớ ngày mà Đức Thế Tôn đến với cõi đời này, đem cái giáo pháp giác ngộ. Thì cũng như là bông sen là thanh tịnh, biểu trưng cho thanh tịnh, nên ngày đó chúng ta tặng cho mỗi Phật tử cái đèn bông sen nữa. Không? Một cái chương trình
Phật đản mà hơi bị lạ nhất luôn. Mà như Đức tin chắc quý vị là một hoàn cảnh cực kỳ đẹp, trang nghiêm. Đúng một ngày một, tức một ngày một. Thì quý vị biết rằng là mình á, vừa lo cho người trong chùa mà phải nghĩ tới cái chuyện Phật tử bên ngoài tu tập. Mà cái những đức rất quan trọng đó là gì? Đem cái tịnh độ này cắm từng nhà cho quý vị. Vì nhớ, trong cái thời cuộc đời của những đức là đem cái tịnh độ, cái cách hướng dẫn như đức nó rất gần gũi, rất gần gũi nghe. Nhớ, sau này cuộc đời những đức dù có gặp một cái kiếp nạn gì, quý vị hãy nhớ kỹ lại những lời những đức nói là những cái những đức hướng dẫn quý vị mà chân thật áp dụng, quý vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Nghe không? Còn nếu như quý vị đá đổ phế hết vô luôn hoàn toàn thì gán chịu. Tại vì sao? Vì cái đó là cái lợi ích cho quý vị đó. Vì cái những đức hướng dẫn quý vị là cái mà bản thân những đức học và làm có được lợi ích rồi đó. Nên cái nói và cái hướng dẫn quý vị là được lợi ích rồi đó. Và cách tu đó là nó đã ổn định rồi đó. Cứ vậy mà tu đi. Và chân thật gầy dựng tín nguyện cho cực kỳ mạnh mà tu tập. Được rồi đó, đừng có đi tìm nữa. Thật sự mà nói cuộc đời của người người ta một thời quanh quanh liệt liệt, sau này người ta có như thế nào đi chăng nữa, hãy nhìn lại cái thời điểm thành công người ta mà nhìn ra. Đúng không? Trong cái cuộc đời này như một con diều bay cao cỡ nào nó cũng rớt xuống à. Chúng ta phải công nhận điều này. Phật đã nói mà cái cõi này thành trụ ngoại không, thân thì sanh già bệnh chết, nó không có một cái gì mà trong cuộc đời này tồn tại hoài chứ. Không thể nào mà bảo vệ nó hoài được. Đức Phật khi còn tại thế, giáo pháp của Đức Phật thịnh. Nhưng Đức Phật nhập Niết Bàn là giáo pháp càng ngày càng suy. Một vị tổ sư nào cũng vậy. Khi còn tại thế thì cái vị trí các ngài ở thịnh. Nhưng mà khi các ngài tịch đi thì tự nhiên cái đó nó suy. Đó là cái đức các ngài quá lớn đó nghe. Còn mình mà cái phước đức mình nó ít. Khi mình còn tại thế nó vẫn là gặp nạn trong cái hoàn cảnh mình ở luôn. Nó vẫn suy. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên từ nơi đó những cái việc ở trong cái cuộc đời này mình nhận thức được thì mình sẽ hiểu liền. Không có một gia đình nào giàu mà giàu hoài chứ. Nếu như quý vị mà khéo léo tu phước duyên thì nó thịnh lâu. Còn nó mà không khéo léo là nó nhất thời rồi nó nghèo lại. Nhất thời nó nghèo lại quý vị. Nên mình mà có phước, mình biết tu phước duyên, mình biết tạo phước duyên, mình biết làm những cái phước duyên. Nên bản thân những đức nói mình hiểu rồi. Mình đi đến với cuộc đời này, khi sanh ra, những đức nói ai trong chúng ta khi sanh ra cũng có miếng vải nào che thắng đâu. Đúng quý vị. Thì những đức hỏi quý vị, cả đời mấy chục năm chúng ta tích góp, khi mình một hơi thở thở ra không hít vào, vì có cầm theo được gì không? Chỉ có tội phước cầm theo. Nếu mà tạo phước thì cầm phước, mà tạo tội thì cầm tội. Nhưng quý vị để ý phải công nhận là vì cái của cải vật chất mà mình tạo nghiệp quá nhiều không? Nó dối, nó gạt người. Quý vị ơi, cái người mà đi kiếm tiền khó thế nào nói thật được lắm quý vị à. Từ khi hiểu Phật pháp sâu sắc lắm mà vẫn dính. Không có hoàn toàn nói thật được đâu quý vị ơi. Mà nếu mà không biết Phật pháp là chúng ta bất chấp thủ đoạn luôn đó. Chỉ cần chúng ta có tiền là chúng ta sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn. Để chỉ cần có tiền thôi. Thì quý vị coi, của cải vật chất thì không cầm theo mà tội phước cầm theo. Vậy thì mình nếu mình mà không tạo phước nhiều thì mình cầm tội nhiều. Mà cầm tội nhiều thì đi đến cái cảnh giới tội lỗi khổ đau. Quý vị thấy không? Ngồi mà suy nghĩ kỹ thì bản thân mình sẽ nỗ lực liền, phát tâm biết tu phước tu duyên mà làm đúng nơi đúng chỗ, phù hợp làm liền. Đó. Nên tại sao mà như đức làm hoài làm suốt như vậy, làm mạnh luôn á, là tại vì sao? Vì hiểu rồi, lấy của thập phương để tạo phước thập phương và tu duyên phước thập phương. Đó. Nên người trong chùa mình mà họ hiểu là con đường này họ nỗ lực họ đi với lắm. Đây là lúc đương thời của họ đó, đương thời. Có một cái gia đình có cha mẹ ông bà ở trong chùa, gia đình của chú Tâm Bảo Thác. Hôm bà cô bà mắc, xong rồi dòng họ bên ở miền ngoài người ta vô đông lắm, bốn mấy người, cái đám nó phải thuê thêm chiếc xe 45 chỗ, 50 chỗ. Thì vị biết rằng là họ khi vô mà họ nhìn quý thầy quý chú trong chùa mình mà người nhà họ mắc mà tắm rồi liệm rồi những đức làm lễ rồi kính quan tài ra, họ nói chú Tâm, họ nói ủa sao trong đây mấy ông thầy lạ quá vậy?
mà lạ là sao? Khác nhiều ông thầy mà tôi thấy. Họ nói ở ngoài vùng của họ đó có những ngôi chùa nuôi heo, nuôi cá. Khi lễ lọc xong đem heo đem cá ra bằng thịt để đãi. Quý vị biết rằng nhiều ngôi chùa miền ngoài người ta ăn thịt, đãi thịt chứ, đãi cá, cá thịt chứ. Hiểu không? Nhiều lắm chứ quý vị, nó ít hả? Người ta thấy vậy, người ta vô chùa mình thấy khác quá. Rồi thêm đó là người ta nói rằng là đâu phải dễ gần gũi. Người ta có một cái sự phân biệt dữ lắm đó quý vị. Còn chùa mình quý thầy đi làm việc cho mọi người, đi lo cho người ta, đi làm việc. Chùa mình là khác nhất là vì sao? Vì cái này là do từ những đức rèn ra. Từ những đức rèn ra. Bác Hồ khi ngày xưa còn sống, Bác Hồ nói một câu: mình làm chức phận là mình làm việc cho nhân dân. Cái người tu mình không có khác đâu quý vị ơi. Cái người tu mình là đúng ra mình làm việc cho người ta đó. Tất cả những cái phương tiện của mình mà để mà mình áp dụng đa phần là làm việc cho người ta không đó. Không có cái gì hưởng thụ chứ. Vì coi bản thân của những đức đó, không có đi đâu một năm trời, không đi đâu chơi cả. Người ta ngoài đời là người ta nói đi chơi mới là hưởng thụ, ăn nhậu hưởng thụ, đồ đạc này đồ đạc kia, đi ăn uống này đi đâu này đâu nọ, du lịch này kia là hưởng thụ đúng không? Quý vị thấy bao nhiêu ngày tháng quý vị biết như đức có đi đâu chơi đâu, vậy thì hưởng thụ cái gì bây giờ? Cái chợ Mỹ Xuân như đức còn chưa biết nữa, như đức ở ngay đây mà cái chợ Mỹ Xuân như đức không biết cái chợ Mỹ Xuân ở đâu, thì quý vị biết như đức có đi đâu đâu? Bây giờ mà từ đây mà chạy ra ngoài Vũng Tàu mà như đức có chừng chạy lên thành phố không biết đường đi luôn. Không biết gì cả nên nhiều người ta hỏi chùa này ở đây đi, chỗ này chỗ kia, chùa rồi như thế. Tưởng là mình là ông thầy chắc biết chùa đó như thế này. Đố mà biết ở đâu luôn. Chùa sau lưng này bao la mà tôi có biết chùa nào đâu. Phật tử từ Hà Nội mà ta còn biết cái chùa sau Hè đây nè, ta biết chùa. Chùa đó là chùa gì, còn như thế có biết đâu. Như thế có đi đâu đâu biết. Thì quý vị coi rõ ràng cái người tu của mình đó, là phục vụ người ta quý vị ơi, nhiệt tình hết mình lo cho người ta. À. Mà ngộ cái vị bị làm gì, vị sẽ có cảm nhận với đạo nghe, nó có niềm vui với đạo lắm nghe, mà không có thiếu thốn tình người gì đâu, người ta thương mình lắm, người ta thương mình dữ lắm. Có cái bà đó, bà nghe những đức giảng, bà nói bà cũng không có giàu gì mấy đâu, mà bà lấy vàng bà làm một con cọp, con hổ á, cọp hổ vậy là một phải không? Ừ. Bà làm, lấy vàng bà làm con hổ con cọp gì đó. Rồi bà tặng như thế, có nói rằng là con mong thầy mạnh mẽ như hổ. Rồi một ngày nào mọc thêm cái cánh nó hổ mọc thêm cánh nữa thì còn ai bằng. Bà tặng như thế. Rồi ký cộm tiền. Bà nói bà không có giàu gì mấy đâu, mà con thấy thầy làm tượng Phật thầy tặng ta con thích quá, nó con cúng dường cho thầy một cây củi, cho thầy làm tượng Phật thầy tặng cho người ta. Những đức nói con cọp này tôi cũng bán luôn, làm tượng Phật để con cọp làm gì, đúng quý vị? Nó nói tôi con cúng dường thầy con cọp, thầy mỗi ngày thầy ngắm thầy nhìn ấy. Thôi tôi nhìn Phật, nhìn cọp chi. Làm con cọp nhỏ nhỏ bằng vàng đi bé lớn nè. Nó đứng mắc cười lắm. Nói mày hả cọp? Tao giết mày luôn cọp ơi. Nó. Rồi bây giờ ăn uống thì có gì đâu, y gan các cụ. Giờ ăn y rang luôn mà còn đi nấu ăn luôn. Nó. Chiều nay nè, qua bà tôi nấu món ăn hết. Xin sò luôn đẩy mà. Thấy không? Mà nấu ăn cũng vui ghê quý vị ơi. Mình có không ngờ sao bây giờ vô bếp nấu ăn lại luôn á chàng. Cũng vui. Giờ vô bếp nấu ăn sắp cái chùa là ổn định gọn hơn luôn. Đâu vào đó hết trơn. Tới giờ đi tu lên chánh điện tu hết trơn. Gọn hơn bếp. Đó, nên từ nơi đó mà thấy cái chùa bên Hộ Pháp này đâu vào đó hết trơn. Gọn hơn hết rồi. Chánh điện đồ lên tu đồ đi ra đàng hoàng gọn hơn. Sắp xếp lại hết trơn.
Bà già nào mà dành chỗ ngồi là cứ như là xong luôn, xong đời lệ thủy luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Ừ. Tại vì sao? Đặt trách cho 6-7 người ở trên điện á, sắp xếp mỗi ngày giờ đâu vào đó ngồi đàng hoàng chứ, đâu có giác. Bên hộ pháp mình như cái gốc vậy quý vị ơi, cái gốc mà nuôi mấy điểm chùa đây á, hộ pháp nó như đứng sắp ra nó đàng hoàng luôn, nên đâu vào đó hết trơn. Còn lớp đệ tử quy những đức dọn hết trơn, dọn giường hết luôn, để cho thứ bảy rồi cho người ta nằm ngủ ở, xong người ta tu xong chủ nhật ta về hết, trở lại hoàn cảnh bình thường, duy trì đâu rồi đó ở bên đó ổn định. Sắp lại trong vòng một tháng giêng này đâu vào đó hết trơn, xuống bếp nấu ăn bị hợp tới giờ, sắp nhà bếp đâu vào đó hết trơn, mấy cô đồ được đi tu, điều chỉnh các cô không phải nấu ăn hoài mà ai cũng được đi tu. Nó, bản thân mình cố gắng vô đó mình lăn lộn mình nấu ăn trong đó, thấy không? Mà bây giờ nhờ nấu ăn mà được mấy cái video nấu ăn, quý vị ơi, mấy video nấu ăn cũng hay, ta coi cũng đông, thấy không? Nó thêm được chút xíu đó nữa, vừa làm việc được mà vừa thuyết pháp được trong công chuyện, rồi lại vừa niệm Phật mà an lạc. Bây giờ sáng thức sớm một chút, ở trên phòng lễ Phật chút hay xuống nấu ăn, chứ mình mà không lễ Phật mai mốt lễ không nổi thì sao, kẹt nữa. Gán cố gắng lễ Phật chút mới đi lên nấu ăn. Thật sự quý vị biết câu Phật hiệu hay thì quý vị sẽ tự cố gắng à, không có ai cố gắng cho mình bằng mình đâu, tại mình đã biết nó hay thì mình sẽ cố gắng chứ làm sao. Còn người ta không cảm nhận được thì kể người ta, chứ tôi cảm nhận được câu Phật hiệu thù thắng. Làm bao nhiêu việc thành công là từ niệm Phật mà ra, từ niệm Phật mà ra đó quý vị. Nên có môn tịnh độ này phải gầy dựng cho cực kỳ mạnh. Hôm qua gặp một cái cô kia, cổ chắc cũng cả năm mấy mà nhìn cô trẻ lắm nghe. Hỏi cô nghe mình giảng pháp mà bà vui, bà mừng, bà quý mình á. Thấy vô nhà ăn cơm mà bà cứ ngồi, bà nhìn mình lum lum, nhìn hoài từ đầu tới cuối bưng chén cơm. Bà xích cái ghế ở trước giữa cái hàng nhà ăn á, bà cầm bà làm nè. Nhìn lum lum vậy. Mà có chồng bà đi theo nữa. Có chồng bà đi theo nữa. Chèn ô ăn cơm xong bà lỡ bà gặp như đứa bà mừng thấy ghê. Bà kêu anh chụp hình cho tôi. Bà vui đừng có nói nữa. Xong rồi Nhân Đức nói chuyện xong này kia chân, xong Nhân Đức lên xe đạp, Nhân Đức chạy về phòng á. Bà chạy theo hoài luôn. Nhân Đức hỏi chồng bà đâu tiêu, bà nói ai biết gì ổng. Kiểu ta nghe mình giảng ta vui quá, ta cởi mở được nhiều cái vì ta cảm ơn á. Gặp mình mừng thích ghê thiệt. Xong rồi Đức lên tới khu tăng rồi, mà lên tới lan can bác ra còn đứng mới nhìn lên. Tới nào vô vòng đóng cửa mới đi về. Ừ. Nhưng mà bà vui thì sao đâu á. Thì rõ ràng quý vị ơi, chúng ta nghe giảng pháp mà chúng ta hành trì, dù là chúng ta không có quen nhau đâu quý vị, mà gặp nhau nó làm như nó có một cái gì á, nó gần gũi dữ lắm. Nó gần gũi dữ lắm quý vị à. Còn nghe mà không làm, nghe dù có ở sát bên nhau cũng không có cảm giác gì chứ. Nó bị gì á, nó giả giả gì á. Đây là những đứa cảm nhận được đó quý vị. Có những cô kìa, mà nghe mà thật sự không có làm, mà giống như họ lưu tâm không có đúng như cái họ nghe. Gặp nhau nói chuyện là giống như lời nói của họ nói ra với mình là nó giả với nhau vậy. Nó không có thật được. Những đức nói thì ra là không làm, không hành trì nè. Bởi vì nói chuyện với nhau không có nói cảm giác như là mình thân thiết. Còn người ta không có quen biết gì đâu, ở đâu xa lạ mà nghe gặp nhau giống như là thân thiết, như là cố hương gì mà lâu không gặp. 100% luôn quý vị. Thân thiết làm sao á. Tại vì cái tính những đức là cái tính thẳng thắn, nhiệt tình, rồi mình thật vậy đó. Mà người ta nghe mà ta làm gì thì giữa mình với người ta y ran à. Gặp với nhau một cái là nó thân thiết sao đâu á, mà nó vui lắm quý vị ơi. Còn cái kiểu mà nghe mà sát bên mà ngồi mỗi ngày gì nè mà không làm, gặp nhau nó không có nói chuyện được cái gì đâu. Nó làm sao á, nói cái gì đâu không à. Gặp nhau là giống như tránh né vậy đó. Nó phải làm nó mới cảm giác được nha quý vị. Đạo pháp á, nó phải hành trì á, thì nó mới thật sự cảm nhận được Phật pháp. Cảm nhận được Phật pháp.
Đó là những đức gặp rất nhiều người Phật tử đó. Nó nên đó quý vị à, ở trong chùa một nơi chứ gặp biết bao nhiêu con người mà nói. Ngày nào cũng tiếp nhiều người lắm, bây giờ nhiều lắm, nhiều đoàn đến lắm, nhiều Phật tử nước ngoài rồi đến lắm. Nó nên ở một nơi mà nói cũng có đồ ngoại ăn lai rai. Nó Phật tử khắp nơi người ta cũng gỡ kẹo bánh này kia đến, nên lính lát theo mình cũng hưởng sát. Tội nghiệp quý vị ơi, thì họ theo mình quanh năm suốt tháng có được đi chơi đâu đâu. Mấy cô mình ngày xưa rồi lúc trước á, những đức lâu lâu còn những đức còn chở lên siêu thị cho mấy bà đi vòng ba chơi, cấm vọng mấy bà từ cấp trước thì hơn nửa năm là không được đi đâu luôn, Tết không được bước ra ngoài. Chợ hoa đủ đây có bao giờ đến, những đức nói hoa chùa đẹp hơn, khỏi đi, không được đi đâu luôn, bây giờ là cấm vọng luôn quý vị, ở chùa luôn rồi đó, không có được đi đâu chứ. Nó càng ngày càng đi vào cái khuôn cho quen. Thì thôi kệ, mình có cái gì mình thấy đẹp đẹp mình cho cũng vui, hiểu không? Nó lo phục vụ Tam Bảo. Nó, bây giờ lễ Quan Âm đồ thì tổ chức bên đây hết dân, nhưng mà nó được cái ngày 20 buổi sáng thì mình cũng có một cái khóa tu ở bên chùa Hộ Pháp. 10 giờ xong, 10 giờ nó xong quý vị. Nhiều đoàn người ta cũng muốn qua Hộ Pháp, qua Hộ Pháp mà không có gì chứ qua bên đó làm gì. Thôi mình tổ chức luôn cái khóa tu mà giống như ngày Chủ Nhật vậy đó quý vị. Thì quý vị sắp xếp được thì mình qua bển mình giữ cái khóa tu. Mà có khi cái bữa đó đó nghe là cái bữa nói chuyện nhiều cảm ứng á. Ồ, giỡn luôn nghe. Nên thêm cái khóa tu đó, nên cho người ta một chuyến đi của người ta nó xứng đáng. Nó chuyến đi của người ta nó tròn vẹn hết mấy điểm chùa. Nó mình tính cho người ta, bản thân nó thiệt chứ, làm nhiều nó cũng mệt, nhưng mà do ý nghĩa mà quên mệt. Làm nhiều nó cũng mệt chứ, mà do ý nghĩa mà quên mệt. Quý vị coi bây giờ lịch những đức là kín luôn, nó kín đến mức mà nó kín sát luôn. Tại vì quý vị coi công việc mình nhiều đến mức gì mà không ai ngờ được những đức mà nói đi nấu ăn được đó quý vị. Nhưng mà không biết tính thì cũng vô đó nấu cũng không được đâu quý vị ơi, sao có thời gian. Nên nó nhờ những đức á, nấu ăn ngày xưa cũng chuyên nghiệp quen quá, nên cái khâu sắp xếp của những đức nó quá bài bản, vô sắp xếp cái gì gọn cái nấy, nên nấu ăn mau lắm, chừng 40-45 phút 50 phút là xong rồi. Ai mà nấu ăn mà thuyết pháp không có gì này quý vị u. Nấu ăn mà sao thuyết pháp, đúng không? Nên tâm trí đâu mà thuyết pháp. Nhưng mà do cái việc làm như đức nó sắp xếp tiền. Vì nhớ gặp Phật pháp là như duyên không đồng. Có những người học Phật được lợi ích lớn lắm, nhưng có những người học Phật thì không được lợi ích. Hiện đời không được lợi ích, mà hiện đời không được lợi ích thì sao cuối đời được lợi ích? Thí dụ như cái duyên của mình lại nghe một người nào đó dạy đạo, mà người đó lại không dẫn dắt mình một con đường mà mình có thể đi được, mà họ chỉ mình cái cách mà mình áp dụng không có được, mà mình lại thích theo họ, nó gặp duyên không đồng. Thí dụ như nhiều đời nhiều kiếp mình cũng dẫn dắt người ta sai. Bây giờ tới đời kiếp mình gặp Phật pháp, có người dẫn dắt mình sai, dẫn dắt mình đi tầm bậy mà mình thích đi theo. Có những người mà quý vị biết rằng là ta học Phật pháp mà học mười mấy năm mà ta không có lợi ích, càng học càng phiền não, càng học càng nhiều vấn đề xảy ra, khi lộn xộn lu bu, không có phương hướng giải thoát gì luôn. Có những người gặp Phật pháp vậy đó quý vị, rồi tu những cái pháp tu mà mình áp dụng không có được, rồi dạy mình những gì cao xa, những cái quyền bí gì không, giết bí lù luôn, hết biết đi con đường nào, không có giảng đâu.
Nên từ nơi đó mà gặp duyên không đồng. Đại lão ở Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày cũng nói, niệm Phật giảng sanh phẩm vị cao hay thấp là do duyên không đồng. Duyên không đồng. Ví dụ nhân duyên học Phật như Đức cũng đặc biệt, khi gặp Phật Pháp gặp ngay Tịnh Độ, mà lại tin Tịnh Độ nghe. Rồi tu học mười mấy năm nay luôn, nó mới được lợi ích. Ví dụ như bây giờ cái người mà biết Nhân Đức đi 10 năm nay thì 10 năm là Nhân Đức khuyên niệm Phật ấy. Chứ Nhân Đức không đi đâu, chứ Nhân Đức đi là mấy cô đi theo đó. Tại vì sao nó bị cái bệnh này nè. Ông thầy đi mình không đi, sợ ông buồn. Nhất là cái mà biết mặt này nè. Đi là chạy theo. Không đi vài bữa này mình đi đến chùa gặp ổng, ổng hỏi mình sao trả lời. Chứ mấy con nhỏ kia đi mình không đi nó kỳ. Cũng canh nhau quý vị. Có không? Đi học đi đến chùa học Phật có đó. Có mà nghe ông thầy mà hộ trì Tam Bảo mà cũng canh nhau. Canh nhau đó quý vị. Giống như là mày thấp 1 cây nhang, tao thấp 2 cây. Mày thấp 2 cây, tao thấp 3 cây luôn. Canh nhau, cúng dường cũng canh nhau nữa quý vị. Hơn thua đủ chuyện. Rồi tranh cạnh đồ đạc, tranh cạnh xe cộ. Tu với không khéo tranh cạnh nhau đó quý vị. Cẩn thận cái tâm này đó, không phải giỡn đâu nghe. Nên mình tu học làm sao mà tâm mình nó an lạc. Mục tiêu mình là gầy dựng làm sao bản thân mình tu được an lạc. Cái hình thức ở bên ngoài á, nó cũng quan trọng lắm, nhưng nó không có quan trọng bằng cái nội tâm của mình đâu. Nếu như mình học Phật mà mình chạy mãi theo hình tướng á, khi mình gặp sự cố gì thuận nghịch ở trong tâm, nó sẽ có trở ngại lớn, nó không giải quyết được vấn đề. Nên mình học Phật làm sao á mà nội tâm mình nó được an lạc á, thì nó giải cái nghiệp trong tâm. Tạo phước hay tạo tội cũng từ tâm mà sanh ra. Nếu mà tâm nó an lạc thì phước từ tâm mà sanh. Còn tâm nó không an lạc thì tội từ tâm mà sanh. Nên chúng ta mỗi người học Phật phải làm sao tâm mình nó được an lạc, nó được tự tại. Mà muốn được như vậy thì làm sao? Tinh sâu nhân quả là cái pháp đặc biệt nhất. Ấn Tổ nghe nói một câu rất là hay: dạy nhân quả còn quan trọng hơn đạo đức. Chứ quý vị biết cái thời cuộc này con người ta mới bị dạy gì cái việc mà giống như là đạo đức đúng như lắm, nhưng nó lại sai, nó đi làm ngược lại, nó không có làm được mà nó lại bỏ đạo đó quý vị. Nhưng mà nhắc mạnh sâu vào định lực nhân quả thì con người ta lại đáng sợ. Chỉ người ta về những cái câu chuyện nhân quả bị như vậy vậy, người ta lại sợ. Bây giờ thí dụ như mình tin sâu nhân quả, mình tin đi. Thí dụ như là người làm cha làm mẹ này bị con nó đánh đập, nó xô đẩy ngoài đường, nó đá dài đá, đẩy ngoài đường cho xe đụng chết, bỏ đói. Trường hợp gì là từ đâu? Là từ ngay người làm cha làm mẹ này đã từng tạo cái tội nghiệp với cha mẹ họ, hoặc là tạo cái nghiệp duyên với cái người mà bây giờ đã bắt hiếu với họ. Không có nhân sao có quả. Thấy không? Nên cái lớp đạo làm con mình giờ mình nói về nhân quả trong nhà Phật nhiều. Vì cái hình thức mà nói về giống như là nó giáo dục dạy này kia để ít lại. Vì sao? Vì nó sợ. Mình nói về cái nền giáo dục nhiều quá nó sợ đi. Rồi phương phép rồi hoặc là lễ phép này kia mà đi sâu quá nó sợ. Nói về nhân quả cho mạnh. Con người ta nó sợ nhân quả, nó sẽ đỡ tạo tội nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình ăn trộm ăn cắp của người ta đi, mình sẽ chịu quả báo nghèo đời đời kiếp kiếp. Cái nhân quả đó mà hiểu thì làm sao dám ăn trộm cắp của người ta. Mà thêm cái nữa là gì? Phước báo từ trong mạng mình nó có sẵn, mà mình tội tình gì, oan uổng gì mình đi ăn trộm ăn cắp của người ta. Nếu như trong mạng mình nó không có cái của cải phước báo này thì ăn cắp ăn trộm của người ta cũng không được. Mà bây giờ mình đi ăn trộm ăn cắp của người ta, oan uổng không? Nó tổn phước duyên của mình mà nó quá oan uổng cho con người này. Hiểu sâu về định lực nhân quả này thì con người ta làm sao dám ăn trộm ăn cắp. Thấy không? Quan trọng. Nên mình học Phật á, là gặp duyên không đồng. Nên có những người
gặp Phật pháp lâu nhưng mà không có được lợi ích. Quý vị có cái pháp niệm Phật này là cái pháp mà mười phương chư Phật đều tán thán. Mình tu cái pháp niệm Phật mà Phật khen gì thì mình tu cái pháp này là chắc chắn rồi, không có sợ, không có lo. Nên hôm qua Nhật Đức gặp Hòa Thượng mình, Ngài nói một câu, ông coi sách vở trong tôi để trong tủ kìa, nhìn đi, nhiều không? Quá nhiều. Tôi soạn tôi coi qua hết rồi đấy. Cuối cùng tôi thấy Tịnh Độ là thù thắng. Hòa Thượng mình cũng có khuyên dịch những quyển sách lớn như Pháp Quyển Châu Long Chuyện đồ này kia, nhiều bộ sách lắm. Coi sách, đọc sách dữ lắm. Hòa Thượng mình là người đọc sách là gọi là nghiên cứu đọc sách là quá nhiều đó quý vị. Nhân Đức với Hòa Thượng là hai người nó có sự đối lập ngược lại ngộ lắm. Hòa Thượng thì đọc sách đọc không tưởng tượng được, còn Nhân Đức không đọc một quyển. Ừ, mà Nhân Đức là để ý những câu mà những vị đọc sách nhiều nghe, Nhân Đức chỉ cần lấy tinh hoa đó thôi là đủ luôn rồi đó quý vị. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Ngài Tuyên Lực Sư, Ngài nói một câu: tôi học bao nhiêu năm nay, học nhiều vị thầy mà thật tu thật hành, học biết bao nhiêu mà nói, các tông phái tôi học rất nhiều, cuối cùng dùng không được. Bây giờ á, nếu ai mà đến hỏi tôi cái này kia, thật sự tôi không muốn trả lời luôn. Nếu ai hỏi tôi về niệm Phật, tôi trả lời. Đó. Câu cực kỳ quan trọng phải không? Hòa Thượng ngồi như Đức Hòa Thượng chỉ, nhìn cái tủ sách tôi kìa, nhìn nhiều không? Dạ nhiều. Đọc quá trời đọc luôn, sách này kêu tôi đọc nhiều lắm luôn. Cuối cùng tôi nói rằng, nếu năm xưa mà Đức Phật mà không khai thị gì pháp môn Tịnh Độ này thì chúng ta trong thời mạt pháp này cũng như là tiêu. Không? Những câu quan trọng hết chưa? Bao nhiêu đó thôi thì như Đức đã gầy dựng tín nguyện niệm Phật rồi. Còn người ta thì không để ý những cái câu quan trọng này, người ta còn phải đi lang thang, phải đi tìm kiếm. Tôi giờ tôi không cần tìm kiếm nữa. Thấy không? Có rồi, tìm kiếm chi? Nghe không? Biết an phận đi mấy cô. Nghe không? Mình học Phật rồi mình hiểu cái cuộc đời vô thường này, cái cõi đời khổ đau này, những Đức nói thiệt nha. Nếu có chồng thì cứ sống vậy bình thường, có chồng là được rồi, có xài lấy gái được rồi, sẽ không bao giờ mong mỏi thằng nào hết chứ, nhìn ai nữa chứ. Còn không có thì thôi, đó là thôi, tìm kiếm gì giờ, đúng mấy cô? Nó biết an phận quý vị ô. Nên á, mình bây giờ mình gặp cái môn Tịnh Độ này, tìm cái gì bây giờ quý vị, có đột phá vô nổi hay không nè? À, mà muốn đột phá vào pháp môn Tịnh Độ này là phải tín nguyện nghe, cả đời gây dựng pháp môn niệm Phật này, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Mà pháp môn Tịnh Độ là cái pháp môn nhân sinh, cái pháp môn mà hiện đời tu là hiện đời có lợi ích liền, lợi ích hiện đời đó. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn hiện đời nè, lợi ích nè. Rồi có những người bị biết rằng gà già sắp chết nó, mà bây giờ còn đang đi tìm kiếm để học tập á, nó không kịp thời gian đâu, nó không kịp thời gian. Mình chưa học được cái gì là nó đã đi vào dòng sanh tử rồi, mà nó đâu phải trở lại thân người dễ đâu. Nó gieo cái chủng tử mà nó đi một dòng của lục đạo, mà thường là ba đạo mà mình đi vô là tam độ ác đạo á, mà vô đó rồi thời gian lâu dữ lắm mới trở lại ba đường khác. Chúng ta là chúng sanh trong lục đạo, nó quay quằn,
Cứ là ba đường thiện, ba đường ác, ba đường thiện, ba đường ác. Nên tổ sư nói rằng ba đường thiện thì giống như là quán trọ vậy, mà ba đường ác thì giống như là quê nhà vậy đó. Thời gian nó ở quá lâu, vậy coi, làm thân súc sanh, kiến mà bảy vật ra đời mà chưa thoát thân kiến, mang thân bồ câu mà tám vạn kiếp chưa thoát thân bồ câu, trong loài ngạ quỷ mà 500 năm mà chưa uống được một miếng nước. Thời gian thì kinh khủng chứ. Địa ngục thì càng dài hơn, là vô lượng kiếp. Cái sanh cái tử chúng ta trong cái cõi đời này, mà Đức Phật nói mỗi bước chân chúng ta bước đến chỗ nào là chỗ đó có xác ta và thi thể ta. Kinh chưa? Nay làm cha mẹ, mai làm vợ chồng, mốt làm ông bà, rồi mai làm cha mẹ, rồi vợ chồng, rồi anh em. Nó quay quần trong lục đạo này, lúc tròi lúc sụt, lúc lên lúc xuống, lúc nam lúc nữ, lúc bê đê. Thấy không? Nó đa dạng hết chứ. Học Phật rồi càng cảm nhận vì vấn đề sanh tử. Tự nhiên con người nhìn ra vô thường, tự nhiên cái sự đấu đá hơn thua càng ngày càng giảm tối đa. Chỉ có thấy trách nhiệm con người mình đến với cuộc đời này, làm những việc gì ý nghĩa được thì cố gắng mà làm tận đáy lòng mình thôi. Chứ ngoài ra mà tranh giành cái gì ở cuộc đời này mà tranh giành. Nên những đức á, thật sự mà nói, học Phật mười mấy năm nay cảm nhận, quý vị cảm nhận được là do gì? Gần quá nhiều con người, nuôi nhiều người già và nhìn cái sanh cái chết của người già, cái khổ đau của nhiều người mà gặp mình nói cả đời lam lũ cực khổ, mong kiếm tìm của cải vật chất, cuối cùng thì khi của cải có rồi, con lại ngỗ nghịch trở ngại với mình. Bữa đó gặp cái cô của nó, con lấy của cổ 30 mấy tỷ, còn miếng đất mấy chục tỷ. Nó nói rằng tối ngày đeo máy niệm Phật không mà học chịu buông xả đi. Con nói trong bụng, nói mày ngộ ghê, mày đã dứt mấy chục tỷ rồi mà bây giờ mày còn muốn tao buông xả cái gì? Tao đeo máy niệm Phật tu tu chứ tao cũng khôn chứ. Chọn mặt rỡ vàng chứ tao đòi bỏ vô tàu bậy tàu bạ hả? Mình học Phật mình cũng khôn chứ. Thí dụ như bây giờ một cái thùng bể mà kêu mình đổ nước vô, mình dại quá có đổ bao nhiêu thì nó cũng có đậu miếng nước nào đâu. Thà chúng ta làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời nó còn đặc biệt hơn nhiều. Quý vị hãy tự mà suy nghĩ đó, quý vị coi tích lũy cả đời cuối cùng được cái gì đâu, còn bị trách hờn trở ngại nữa chứ. Nên từ nơi đó mà nhìn cái vô thường gì, thấy thôi cuộc đời mình bây giờ có được nhân duyên này đặc biệt quá. Bản thân mình cố gắng trong cái lúc mà mình đang đương thờ, đang làm được tiện bề này, làm sao mà trong cái cõi này thuận tiện hoài cho quý vị. Nếu như quý vị có phước duyên cực kỳ lớn, quý vị mới thuận tiện hoài. Đại lão Hòa Thượng Tịnh không hành đạo cả đời, lang thang đầu này đầu kia đầu nọ khắp nơi nơi, nay chỗ này mai chỗ nọ, có ở yên một chỗ đâu. Không lẽ cái phước mình lớn đến mức mà không tưởng tượng được mà cứ mãi mãi được bình yên gì sao quý vị? Làm sao mà mình được như vậy đó. Nên mình cũng mong làm sao mà bản thân mình có được cái tâm có của cải vật chất mà dám làm cho chúng sanh, cực lực nhiệt tình vì chúng sanh, hết lòng hết dạ thôi. Mong cái nghiệp chướng nặng nề gì nó cũng chuyển thành nhẹ, để mà bình yên tu hành giúp cho mọi người. Vậy thôi. Nên những đứa cũng tính trước, bản thân những đứa cố gắng lắm quý vị. Mỗi năm nó càng hơn mỗi năm, càng phát triển hơn mỗi năm. Mà phát triển đây không phải là những đứa tích lũy tiền, không phải những đứa có tiền đâu quý vị ơi. Tiền những đứa dùng hết trơn à. Tại vì sao mình nghĩ mình biết mà cái của người ta đưa cho mình, cầm giữ gìn là thế nào cũng có quả tay à. Mà thêm cái nữa là có tiền giữ gìn là sợ nhiều thứ lắm, nên rất là lo nhiều thứ. Nên bản thân thà buông bớt đi cho nó nhẹ, và mình tin sâu nhân quả để cho nó tiện tu cuộc đời của mình. Nên những đức tu mới có cái sự an lạc của nội tâm đó quý vị. Chứ nếu như mà nuôi gần 2.000 con người này, những đức phải chuẩn bị một số tiền để dành nhiều lắm mới làm được. Nhưng mà những đức tin nhân tin quả và dạy người trong chùa cố gắng tu tập, và cái gì xài là xài, còn cái gì mà giúp cho người ta được cố gắng mà làm, để cho nhà chùa phước báo nó tăng lên, để mình mãi mãi có cơm ăn áo bận để mà mình yên tâm mình tu. Nên
gặp một con người mà dẫn dắt mình vậy, mình mới khỏe. Chứ nếu gặp như mà nó ham tiền, nó mám tiền, nó giữ, nó cắt không đó, không có làm đâu. Dễ gì mà chịu làm. Nhiều người lắm chứ không phải là ít đâu. Dù là người tu mình dính vô danh lợi rồi khó buông ra lắm. Nên con người người ta bị danh lợi chói buộc, khó buông lắm quý vị. Có danh có lợi là bo bo mọi cách để giữ gìn cái danh lợi đó, không có buông đâu. Mình là bị cái bệnh này nè, mình khó giải thoát lắm. Bo bo giữ cái danh cái lợi. Còn những đức Phan hả nói tới chỗ này, thường là tại sao mình thường đưa ra những cái hình ảnh giống như khùng ba trợn, biết không? Vì xả ra đó, cái cách xả ra đó quý vị. Tại vì người ta thường là giữ cái hình ảnh càng ngày nó phải càng đẹp hơn, càng ngày nó phải càng mà làm sao mà nó càng hoàn chỉnh. Những đức nói trong cái cuộc đời này đâu có hoàn chỉnh. Trước nhất chúng ta đập cái hoàn chỉnh của mình đi, để cho người ta về sau nhìn mình bằng một cặp mắt nó hơi nhẹ lại một chút. Chứ đừng nên ta đặt mình vấn đề thần thánh quá. Đặt vấn đề thần thánh quá mình có chuyện gì phiền phức mà nó mau có chuyện đến với mình. Tại vì vấn đề thần thánh quá. Nên những đức người ta quý thích những đức, mà người ta gần những đức thì cũng như anh em hoặc bạn bè, hoặc là người hướng dẫn, người ta thích vậy đó. Mình nhẹ lại một chút, giảm vấn đề thần thánh quý vị. Chứ nếu không người ta tưởng là mình cao siêu gì lắm, thấy kinh khủng lắm. Nên mình đập những cái hình ảnh nó bớt đi. Nên đưa ra hình ảnh khùng khùng điên điên đồ, qua chợn đồ kệ nó đi. Miễn sao mình tồn tại có thời gian lâu còn ngon hơn. Chứ thật sự mà nói, chia sẻ Phật pháp nhiều gì, nếu muốn trao chuốt văn tự thì việc này có khó gì đâu. Giống như thuộc lòng trong tâm hết thôi. Nó nên càng ngày càng đơn giản phức cho rồi. Nên những đức mong quý vị học Phật cũng vậy. Trong cái thời cuộc này mình học Phật được một chút nó phá hết trơn đó, có một chút đủ hết. Kế bên mình á, nó đổ mình sạch luôn á, tu hoài cũng không được gì. Nên phải tin sâu nhân quả thì đỡ đi cái chuyện hờn trách người ta. Chứ nếu không nó nói tôi quá nhiệt tình, tại sao đối xử với tôi gì? Mình quá nhiệt tình nó đối xử với mình gì thì nghiệp mình mới tiêu, phước mình mới tăng. Mình đã thiếu nợ người ta mà bây giờ mình kể lễ làm gì? Thật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, về tịnh độ.